Quán cao thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán địa giới hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán địa giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán địa giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận Quán địa giới, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Quán thủy hỏa phong công thức giới, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Này thiện hiện, đại bồ tát, quán vô minh, hoặc thường, hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ yêu não, hoặc thường, hoặc vô thường, đó là hí luận quán vô minh hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán vô minh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán vô minh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán vô minh hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán bố thí ba la mật đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán bố thí ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận